Mùng 1 làm người muốn làm mèo. Rồi thoát show đi. Gì nè, thoát show hỏi show đi, để hỏi gì Thảo đi. Mùng 1 rồi thì suốt thời gian Xuân vừa qua thì này, nói đầu tiên thì cho Tâm Thảo và Sơn Ca và Minh Minh Trung xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả. Tung 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 tung. Kể tiếp nè, tiếp nè, hỏi đi, hỏi đi. Và trong cái những cái ngày xuân vừa rồi thì Tâm Thảo và Minh Trung đã đi đâu rồi? Là trong Tết đó hả? Đúng rồi. Thì Tâm Thảo và Minh Trung là đi show, chạy show. Thì ở Cần Thơ có nè, ở Trảng Bơm Đồng Nai có nè, ở Bình Dương cũng có nè, ở Tây Ninh cũng có nè. Cũng không có gì vui quý vị ơi. Còn em thì trong mấy thời gian vừa qua thì em về nhà ăn cơm, em đi ngủ, với lại em đi sửa xe, với lại em đi đi hello tô chứ không có gì vui quý vị nè. Vậy chứ bà hỏi em có đi đâu chơi không, bà hỏi đi, bà nghĩ trời ơi em hỏi quý vị nè, đi hát đêm nào cũng về tới nhà 1-2 giờ khuya, xong rồi bắt điện thoại tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, ngủ xong tới 4-5 giờ chiều dậy đi hát, rồi có đi chơi đâu mà. Em đi kể chuyện nghe cho quý vị nha, quý vị nha. Dạ, mùng 1 Tết đi quý vị, kể chuyện em nghe, kể chuyện ma nè quý vị. Thôi vậy bây giờ kể chuyện ma. Chuyện ma. Quý vị biết không quý vị, hồi đó đó quý vị, khi mà em còn nhỏ quý vị, năm lớp 5 nha. Tự nhiên em kể chuyện là chuyện khóc. Đúng rồi, chuyện ma mà khóc gì. Ủa, chuyện gì sợ nha. Mà năm lớp 5 đó quý vị, lúc em đi học về, đi học về vào lúc 10. Trời ơi, cái chuyện ma nó có bông chán ghê á trời. Thì bắn pháo bông ở bên bển đó quý vị. Ở bển đang bắn pháo bông đó quý vị. Cùng kể chuyện ma, bắn pháo bông để kiếm. Đang kể chuyện ma mà bắn pháo bông. Rồi gặp má này cười vô duyên. Trời ơi. Thôi giờ mình dẹp cái sự pháo bông quăng bên, bắn xong chưa có gì? Chưa xong. Trời chán ghê. Bắn cái gì mà quá vậy, bắn linh đình. Trời ơi, là trời đừng có bắn pháo bông nữa, trời ơi. Hai con này mày giống mẹ tao cái gì? Trời ơi, thì bắn pháo bông thì nó vui. Ngưng, kể chuyện ma. Rồi, kể chuyện ma nè quý vị. Hồi đó đó quý vị. Sợ gì sợ, mình mới chung đừng làm chị sợ. Hồi lúc mà em học lớp 5 á quý vị, ở dưới quê em á. Sợ quá Tâm Thảo. 12 giờ đêm, em mới đi học về quý vị. Cái gì? 12 giờ đêm em mới đi học về. Em đi đâu mà học dữ vậy? Em đi lạc đường. Em đi lạc. Ghê quá. 12 giờ đêm em đạp chiếc xe đạp ngang căn nhà quan. Căn nhà quan đó em phải đi sâu vô, em mở cửa ra quý vị. Em mới phát hiện là có một âm thanh cất lên quý vị. Âm thanh gì vậy? Đang nấu mì là đang nấu mì. Đang nấu mì là đang nấu mì. Ma đói hả em? Ma đó ma đói hả? Không, em gặp Út Phượng. Út Phượng? Trời ơi. Gì ra gặp Út Phượng? Nhưng mà bây giờ chị làm hết hồn tử đó ma. Gì lại có gặp ma không? Không, em gặp Út Phượng hết chuyện rồi đó. Một câu chuyện có hậu quá vậy trời.